Nếu muốn đoản thọ chết oan, phá nát tim gan thận thì cứ chủ quan mà ăn đường theo cách này, cực độc. Vâng, kính thưa quý vị khán thính giả, quý vị và các bạn thân mến, đường trắng là một trong những loại gia vị không thể thiếu đối với cuộc sống của chúng ta. Chúng có mặt trong rất nhiều các món ăn khác nhau và được mọi người đặc biệt yêu thích bởi hương vị ngọt ngào quyến rũ. Và theo một cuộc khảo sát mới đây thì có đến hơn 80% số người được hỏi cho rằng các thực phẩm có vị ngọt là hấp dẫn nhất bởi nó phù hợp cho cả người già, người trẻ và ai cũng có thể ăn được. Tuy nhiên, nếu như bạn cũng nằm trong nhóm thích ăn đường thì hãy suy nghĩ lại nhé, bởi hệ lụy mà chúng gây ra cho sức khỏe của chúng ta khủng khiếp hơn rất nhiều so với cái hương vị ngọt ngào đó. Đến nỗi các chuyên gia sức khỏe đã phải gọi đường là cái chết ngọt ngào, âm thầm phá hủy tim gan thận cùng lục phủ ngũ tạng của con người. Và dưới đây là những tác hại khôn lường mà đường trắng gây ra cho cơ thể nếu như chúng ta ăn sai cách. Nếu muốn đoạn thọ chết oan, phá nát tim, gan, thận thì cứ chủ quan mà ăn đường theo cách này, cực độc. Vẫn biết nhịp sống hiện đại kéo cuộc sống con người trở nên nhanh chóng và vội vã hơn. Chúng ta không có quá nhiều thời gian để lựa chọn đồ ăn, tự nấu ăn và tìm hiểu về những thực phẩm tốt cho sức khỏe. Và thế là khuynh hướng ăn theo ý thích, chiều chuộng vị giác của mình đã hình thành. Việc bỏ thêm đường vào các món ăn cũng vậy, nó chẳng khác nào bạn dần dần uống thuốc độc vào cơ thể, tàn phá nội tạng dần mòn. Mặc dù mỗi ngày chỉ uống một chút ít, nhưng tích tiểu thành đại, đến khi vượt quá mức kiểm soát sẽ bùng phát thành bệnh tật nguy hiểm, thậm chí là đe dọa đến tính mạng, và khiến chúng ta phải sống chung với bệnh suốt đời. Tất nhiên là trong một mô hình hài nặng nề ục ịch vì thừa cân béo phì. Bạn cũng biết đấy, chẳng có mấy ai nghiện đồ ăn ngọt mà lại có vóc dáng thon thả, cân đối đúng không nào? Điều đáng lo ngại ở đây là hầu như tất cả chúng ta đều đang ăn vượt quá lượng đường khuyến cáo. Theo tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, Phó Tổng Thư ký Tổng hội Y học Việt Nam cho hay, người cổ đại trước kia hoạt động săn bắn chỉ ăn khoảng 50 gram đường một năm. Nhưng một người hảo ngọt hiện nay lại ăn vượt quá lượng đường đó chỉ trong vòng một ngày. Khi chúng ta tiêu thụ và hấp thụ lượng đường quá mức cho phép, sẽ phải đối mặt với các căn bệnh nguy hiểm như sau. Thứ nhất, ăn nhiều đường quá mức gây ảnh hưởng đến chức năng gan. Nếu như bạn ăn nhiều đường, lá gan sẽ phải kêu cứu thảm thiết đấy. Lý do là bởi gan có chức năng chuyển hóa đường thành một loại chất béo là lipid. Do đó, ăn quá nhiều đường có nghĩa là gan phải làm việc quá sức. Nếu chất béo được sản xuất dư thừa, nó có thể tích tụ lại ở trong gan và điều này sẽ ảnh hưởng đến chức năng của gan, thậm chí gây bệnh gan nhiễm mỡ. Một số triệu chứng thông thường mà bạn có thể nhận thấy khi mắc bệnh này chính là mệt mỏi, buồn nôn và vàng da. Những người càng có thói quen tiêu thụ nhiều đường lâu ngày thì nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ, suy gan, viêm gan càng cao. Vậy nên, bạn hãy hạn chế ăn đường thôi nhé. Thứ hai, ăn nhiều đường gây béo phì. Bạn có biết rằng, ăn quá nhiều đường hoặc thường xuyên tiêu thụ các sản phẩm chứa đường như bánh kẹo, nước ngọt là nguyên nhân chính dẫn đến béo phì hay không? Thói quen ăn nhiều đường sẽ khiến bạn tăng cân, nhưng đáng buồn là bạn sẽ chẳng thể tăng phần cơ mà sẽ tăng lượng mỡ có hại mà thôi. Đường sau khi hấp thụ vào cơ thể sẽ được gan chuyển hóa thành chất béo nếu như chúng không được tiêu thụ hết. Một điều đáng nói là các chất béo này thường tích tụ rất nhiều ở phần bụng chứ không phải phân tán đều khắp cơ thể. Do đó, nguy cơ bụng phệ sẽ tăng cao nếu bạn thường xuyên ăn thực phẩm chứa nhiều chất ngọt. Nó không chỉ khiến cơ thể bị dư thừa năng lượng mà còn gây mất kiểm soát, khả năng kiềm chế cơn đói khiến bạn ăn nhiều hơn. Thứ ba, ăn nhiều đường quá mức tăng cao nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Bạn có thể sẽ sốc khi biết rằng ăn nhiều đường sẽ dẫn tới tăng insulin trong máu của bạn. Đây cũng là nguyên nhân chính gây ra bệnh tiểu đường loại 2, căn bệnh của khoảng 300 triệu người trên thế giới. Khi bạn ăn nhiều đường sẽ dẫn đến sự tích tụ các chất béo trong gan. Theo thời gian, nó sẽ ảnh hưởng đến chức năng của tuyến tụy.
các tế bào beta trong tuyến tụy của bạn sẽ bị ảnh hưởng và mất khả năng sản xuất đủ insulin, từ đó gây bệnh tiểu đường và một loạt hệ lụy khác với sức khỏe. Thứ tư, ăn nhiều đường quá mức gây mất ngủ, lo âu và trầm cảm. Bất cứ khi nào bạn đột ngột ăn quá nhiều đường, cũng có thể cảm nhận được ngay sự mệt mỏi và căng thẳng trong cơ thể. Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, việc ăn nhiều đường cũng liên quan đến nguy cơ tâm lý bị kích thích, lo lắng và thậm chí trầm cảm. Hiểu đơn giản là để có thể hoạt động bình thường, não của bạn cần cung cấp một số chất insulin và đường đơn. Tuy nhiên, khi bộ não bị cung cấp quá mức các chất này do ăn nhiều đường, nó sẽ dẫn đến tình trạng bồn chồn và lo lắng. Theo một nghiên cứu vào năm 2016, ăn nhiều đường, chất béo và lượng chất xơ thấp cũng liên quan đến việc mất ngủ. Lượng đường tiêu thụ có thể gây tăng đường trong máu, dẫn đến tình trạng kiệt sức. Điều này sẽ khiến bạn trằn trọc và thức giấc giữa đêm. Thứ năm, bạn có thể sẽ bị nghiện đường. Nếu thường xuyên ăn nhiều đường trong suốt thời gian dài, bạn sẽ không chỉ là muốn nhiều đường hơn mà là sẽ cần nhiều đường hơn. Mặc dù chưa có bằng chứng cụ thể cho thấy đường khó có khả năng gây nghiện như heroin, nhưng bạn cần biết rằng khi ăn quá nhiều đường, não bộ sẽ sản xuất nhiều dopamine hơn. Dopamine chính là loại hormone hạnh phúc có thể mang lại nhiều cảm giác khoái cảm cho bạn. Do đường kích thích quá trình sản xuất dopamine nên sẽ khiến cơ thể bạn nghiện tiêu thụ nhiều đường hơn. Cơ thể bạn sẽ dễ bị lệ thuộc vào đường. Nhiều trường hợp là nghiện đường nghiêm trọng khiến bạn phải thêm rất nhiều đường vào mọi món ăn, mà điều này vô cùng tệ hại với sức khỏe của bạn. Thứ 6, ăn nhiều đường quá mức gây bệnh tim mạch và huyết áp. Thực sự thì ăn nhiều đường là hoàn toàn không tốt cho sức khỏe của trái tim của bạn. Trên thực tế, nó có hại hơn chất béo vì đường gây tổn thương cho động mạch và tim, làm tăng nguy cơ bị đau tim và bệnh tim mạch. Ngoài ra, nó cũng làm tăng mức insulin, kích hoạt hệ thống thần kinh giao cảm, tăng nhịp tim và huyết áp. Huyết áp cao làm tim và động mạch của bạn phải làm việc chăm chỉ hơn, tăng nguy cơ mắc các cơn đau tim, đột quỵ và một số vấn đề nghiêm trọng khác về động mạch vành. Thứ 7, ăn nhiều đường có thể khiến bạn bị mất trí nhớ. Một trong những điều đáng sợ nhất xảy ra với cơ thể của bạn do tiêu thụ quá nhiều đường là vấn đề trí nhớ bị giảm sút đáng kể. Ngoài ra, thói quen ăn quá nhiều đường cũng có thể gây ảnh hưởng đến khả năng lưu giữ ký ức ngắn hạn và dài hạn của não bộ. Trường hợp tệ hơn nữa, một chế độ ăn giàu đường thậm chí có thể là nguyên nhân làm bắt đầu hoặc khiến chứng mất trí nhớ của bạn trở nên trầm trọng hơn. Thứ 9, ăn nhiều đường khiến già lão hóa. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Sức khỏe của Mỹ cho thấy, lượng đường trong cơ thể có ảnh hưởng rất lớn đến làn da của bạn. Cụ thể, cứ tăng 1mmol đường trong mỗi 1 lít máu có thể khiến khuôn mặt của bạn trông già hơn. Theo đó, chất collagen và protein có tác dụng duy trì độ ẩm và tính co giãn của làn da sẽ bị tổn hại nếu bạn ăn quá nhiều đường. Vậy nên, nếu muốn duy trì sự trẻ trung, bạn nên hạn chế tiêu thụ các loại đường. Thứ 10, ăn nhiều đường khiến bạn có nguy cơ mắc ung thư. Một chế độ ăn nhiều thực phẩm và đồ uống có đường ngoài việc làm tăng nguy cơ béo phì còn có thể làm bạn bị tăng nguy cơ ung thư đáng kể. Một nghiên cứu thực hiện trên hơn 430.000 người cho thấy việc ăn quá nhiều đường có liên hệ với tình trạng tăng nguy cơ ung thư thực quản, ung thư màng phổi và ung thư ruột non. Một nghiên cứu khác cũng cho thấy những phụ nữ ăn bánh ngọt và bánh quy nhiều hơn 3 lần mỗi tuần cũng có nguy cơ mắc ung thư nội mạc tử cung cao gấp 142% so với những phụ nữ tiêu thụ những thực phẩm này ít hơn 1 lần mỗi tuần. 4 cách thế đường bằng các nguyên liệu tự nhiên khác an toàn và lành mạnh hơn cho cơ thể chúng ta. 1. Dùng đường dừa thay thế đường tinh luyện. Có thể bạn chưa biết, đường dừa được làm từ nhựa chiết xuất từ các chồi của cây dừa. Giống như đường ăn, nó có khoảng 15 calo và 4 gram đường mỗi muỗng cà phê. Đường dừa cung cấp một lượng nhỏ các chất dinh dưỡng, bao gồm thiamin, sắt, đồng, kẽm, kali, phốt pho, magie,
canxi và chất chống oxy hóa. Chất ngọt này cũng chứa inulin, một carbohydrate ở hệ tiêu hóa, hoạt động như một chất tiền sinh học hay thức ăn cho các vi khuẩn đường ruột có lợi. Rất nhiều người sử dụng đường dừa như là một sự thay thế bình đẳng trong công thức nấu ăn như làm bánh hay đậu nướng. 2. Dùng mật mía thay thế đường trắng. Mật mía chính là sản phẩm phụ của chế biến đường mía. Nói cách khác, đó là chất lỏng còn sót lại sau khi đường kết tinh. Một muỗng cà phê mật cung cấp khoảng 15 calo và 4 gram đường. Nó cũng chứa 6% giá trị sắt và canxi hàng ngày. Thêm vào đó, nó đã được chứng minh là có mức độ chất chống oxy hóa cao hơn so với bất kỳ chất ngọt khác, theo nghiên cứu từ Virginia Tech, Mỹ. Tuy nhiên, những người thích có mùi thơm và hương vị đậm đà thường không ưa chuộng mật, nhưng nó có thể sử dụng nhiều trong các công thức nấu ăn như làm bánh bí ngô, sinh tố bí ngô, bánh gừng, đậu nướng. 3. Sử dụng mật ong để thay thế cho đường. Bạn đã không còn xa lạ với mật ong, nhưng có bao giờ bạn nghĩ đến việc dùng mật ong để thay thế cho đường trong các món ăn hàng ngày hay chưa? Mật ong còn được gọi là rượu tiên của các vị thần và sử dụng tại chỗ trong nhiều thế kỷ để chữa lành vết thương và chống nhiễm trùng. Nó cũng cung cấp một số lợi ích sức khỏe khác khi ăn, miễn là bạn đừng lạm dụng nó. Chất làm ngọt tự nhiên này đã được chứng tỏ cung cấp các chất dinh dưỡng, chất chống oxy hóa, kháng khuẩn, kháng virus và các hợp chất chống viêm. Một nghiên cứu của Đại học Illinois, Mỹ đã phân tích mẫu mật ong từ 14 nguồn hoa khác nhau cho thấy mật ong từ hoa kiều mạch có chất chống oxy hóa cao gấp 20 lần mật ong từ cây xô thơm. Một nghiên cứu khác từ Đại học California, Mỹ cho thấy rằng tiêu thụ hàng ngày mật ong kiều mạch có mức độ chất chống oxy hóa trong máu cao hơn. Và một nghiên cứu từ Đại học Memphis cho thấy rằng các vận động viên ăn mật ong có hàm lượng đường trong máu và insulin ổn định trong một thời gian dài hơn so với các loại chất ngọt khác. Mật ong có thể được bán dưới dạng khô và bột. Bạn có thể sử dụng trong nấu ăn, thay thế mỗi muỗng canh đường với một thìa mật ong và có thể điều chỉnh số lượng tùy thuộc vào lượng thức ăn hay cách thức làm chín như nướng hay sốt, xào. 4. Dùng đường thô thay thế đường trắng. Nếu bạn đã từng ăn đường thô, bạn biết nó rất ngọt và đó là lý do tại sao sản phẩm này được sử dụng như một thành phần chính trong rất nhiều nguồn năng lượng. Đường thô cung cấp nhiều chất dinh dưỡng quan trọng, bao gồm kali, mangan, magie, đồng, canxi, sắt, vitamin B, vitamin K và chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, số chất dinh dưỡng trong một muỗng cà phê đường thô là rất ít. Một muỗng cà phê đường thô chứa 15 calo và khoảng 3 gram đường. Bạn có thể thay thế đường trắng bằng đường thô với lượng ít hơn, đặc biệt nếu bạn thêm quế, nhục đậu khấu, gừng, thảo quả và đinh hương, những gia vị ngọt ngào giúp tăng cường vị ngọt sẵn có. Tuy nhiên, đường thô hòa tan không tốt nên nó không phải là lựa chọn tốt nhất khi bạn uống cà phê hay làm món sinh tố. Để làm mềm đường thô trước khi sử dụng, hãy thử đặt một lượng đường trong ly hoặc bát gốm với một chiếc khăn giấy ẩm và che lại bằng nắp qua đêm. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù các nguyên liệu tự nhiên thay thế cho đường mà tôi vừa chia sẻ ở trên sẽ giúp giảm bớt đi phần nào các nguy cơ gây hại cho sức khỏe so với bạn sử dụng đường trắng, tuy nhiên thì chúng vẫn được tính là đường, vì vậy bạn nên sử dụng với một khẩu phần hợp lý để vừa thưởng thức được hương vị ngọt ngào, yêu thích nhưng lại không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mình quý vị nhé. Nếu quý vị thấy các thông tin này hữu ích, quý vị cũng đừng quên chia sẻ tới bạn bè, tới những người thân yêu của chúng ta để sống khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi, đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.